Để dạy cho cái má hoa hậu ao làng á, cái nữ hoàng kiện tụng một bài học á, thì hiện tại nè chị Ni nè, Hồng Loan nè, anh Vũ Luân nè và Chí Cảnh nè sẽ liên tiếp gửi bốn cái tờ đơn lên cơ quan chức năng ha, để mà kiện cái chị này. Và lưu ý rằng bên phía mà chị Ni, Hồng Loan, anh Vũ Luân và Chí Cảnh sẽ kiện hình sự chứ không có kiện hành chánh nha mọi người nha, để cho chị ta một cái bài học. Lưu ý rằng là hiện tại đó, trước đó là bên phía chị Ni, Hồng Loan hay là anh Vũ Luân hay là Chí Cảnh á, không có muốn làm cái điều này, là không phải vì bên Chí Cảnh không có đủ lý lẽ, mà tại vì hồi trước giờ mình thấy cái chế hoa hậu này nè, cái chế hoa hậu này nè chế bị bệnh, cho nên nó mình cứ nghĩ là thôi thấy bả vậy thì mình cũng tội nghiệp bả, cho nên mình không có nói tới, mà bả càng ngày càng lấn lướt, càng ngày càng làm tới. Và ngày hôm nay thì chỉ cảm thấy là chị này có vẻ đâu có gì bệnh đúng không mọi người, không có một cái biểu hiện gì bệnh tật, chị này rất là khỏe, và khỏe nhất là đi lên mà trả treo á, mấy tiếng đồng hồ không có một cái biểu hiện bệnh gì hết trơn á. Thì hiện tại anh Vũ Luân đã làm đơn rồi, đã liên hệ luật sư, đã xử lý cái vụ mà tung cái đoạn ghi âm đó rồi, và hiện tại tiếp theo sau khi mà chị Ni và Hồng Loan từ ngoài Hà Nội về sẽ liên tiếp làm hai cái tờ đơn nữa, và đặc biệt Chí Cảnh sẽ làm một cái tờ đơn nữa nha mọi người. Tổng cộng là bốn đơn, đó là cái trước mắt thôi. Còn những cái anh chị khác, những người nào mà bị ghéo gọi gì đó mà có đủ cơ sở thì họ sẽ kiện. Cho nên á, ngày hôm qua đó cái chế hoa hậu mà Miner này á, chế kêu là xuân này không về rồi ăn Tết ở trong ấy đâu này nọ rồi đó, thì để thử coi ai sẽ là cái người như vậy. Đừng có nói trước điều gì hết trơn á chị ơi, nói trước bước không qua đó, cho nên chị bớt lại đi ha. Cái gì nó cũng có giới hạn hết trơn á, khi mà làm quá làm lố là sẽ bị tác dụng ngược lại nha chị nha. Cho nên á là chị cứ lên chị thế này thế kia, a à, không ấy ha, thế kia, kia, quá trời quá đất cái miệng, quá trời quá đất cái miệng. Chị nói á, là Hồng Loan là người vô ơn, chị đã làm cái gì cho Hồng Loan, cái con họ Lợi vô ơn, oh my god, chị đã ban ơn được cái gì, đã ban ơn được cái gì, hay là chị cho rằng những cái lời nói của chị đó là một cái ân huệ rồi hả? Bởi vì chị quá coi như là chị tưởng đâu mà là mình là kiểu má thiên hạ mẹ thiên nhiên đó, cho nên là chị nghĩ rằng à, chị là một cái người quyền lực, từng nói với anh Vũ Luân mà anh muốn em tha thì em sẽ tha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chị là cái người quyết định là như thế nào, quyết định được thời cuộc đó, với một cái lượng fan mà trời ơi, một cái lượng fan bao nhiêu người nhìn thấy cái kênh YouTube của mình nó có một cái lượng view coi như là cũng có thể gọi là cao nhất đi, nhưng mà bao nhiêu người chị, dù cho những người khác đó lượt view không bằng chị, nhưng mà người ta cũng có những cái tiếng nói rất là mạnh mẽ. Và ngoài ra không chỉ có YouTube thôi, có rất là nhiều nền tảng mạng xã hội khác, Facebook, TikTok, thì những người đó cái lượng view của người ta trên đó cũng đâu có thua gì chị. Cho nên cái kênh của chị nó chỉ được bao nhiêu người, bao nhiêu ngàn người đăng ký, chị không phải là mấy triệu, không phải là nút kim cương. Cho nên mình bớt ảo tưởng đi, mình bớt nghĩ rằng cái tiếng nói của mình là quyết định cái sự mà thắng hay bại. Chị chỉ là một trong những YouTuber lên tiếng để ủng hộ Hồng Loan, ngoài ra chị không có thêm một cái tác dụng gì trơn. Và quan trọng là gì, là do mình tự tìm tới, không ai nhờ vả mình, trừ khi nào mà Hồng Loan gọi điện thoại chị ơi chị đến chị giúp em đi, chị ơi chị lên tiếng chị bảo vệ em đi, mà sau này á người ta không trân trọng chị, hoặc là người ta nói này nói kia ra thì cho rằng cái đó là vô ơn, tại vì đã từng nhờ vả, đã từng như vậy mà sau này cho chị ao. Còn cái này chị tự tìm tới ai muộn. Và em nói cho chị nghe nè, khi mà chị tìm tới chị có được cái gì không? Được. Đầu tiên là được nhiều người ủng hộ. Đầu tiên là cái kênh YouTube của chị á, có đạt được nút bạc chưa? Sau khi chị đến rồi thì chị tăng được bao nhiêu lượng người đăng ký? Cái đó ai ban tặng cho chị? Tiếp theo, mỗi một tháng chị thu nhập bao nhiêu tiền? Khi chị nhận cái tiền đó đó, chị có bao giờ nói một lời cảm ơn đến Hồng Loan chưa? Hay là cho rằng đó là làm giống như kiểu đó là những gì mà xứng đáng đồ này nọ đồ, oh my god,
sao mà kiêu căng dữ vậy chị, sao mà kiêu ngạo dữ vậy? Ôi là trời, nên học hỏi con nè, dù cho chị lớn tuổi hơn em, chị già hơn em, nhưng mà nên học hỏi cái tính khiêm nhường của em. Em á, nhận một đồng em cũng cảm ơn Hồng Loan. Tại vì á, bởi vì em biết rằng cái tiền đó là chính nhờ vào cái câu chuyện của Hồng Loan mà em mới được như vậy. Chính nhờ vào những cô chú anh chị thương Hồng Loan rồi thương luôn em. Chính nhờ vào những người mà đang anh chị ở bên cạnh Hồng Loan á, thương Hồng Loan và thấy em ủng hộ Hồng Loan thì thương luôn em, cho nên em mới được như vậy. Em rất là mang ơn. Cho nên cái người mang ơn là chị chứ không phải là Hồng Loan. Nhưng mà nếu như chị là một người biết trước, biết sau, biết điều, biết khiêm tốn thì Hồng Loan vẫn cảm ơn. Chứ không phải là người ta không cảm ơn đâu, mà người ta kiểu mà người ta chân thành, người ta từ từ đó. Chứ người ta đâu có cái quan quan lên như vậy. Trời ơi, muốn cho người ta mang ơn thì ít nhất đó là mình phải có những cái sự mà cống hiến âm thầm đồ này nọ rồi đó. Chị không có đọc cái chuyện mà Lục Dân Tiên hả, Lục Dân Tiên Kiều Nguyệt Nga đó. Giúp người là không có mong người ta đền ơn, bởi vì cái hành động giúp người đã là một món quà rồi. Giống như kiểu khi mình mang cái điều tốt cho người ta, mình thấy người ta hạnh phúc thì lúc đó coi như cái đó là cái món quà dành cho mình rồi. Còn cái gì mà chưa có thấy giúp được cái gì hết trơn á, trời ơi là trời, cái gì vậy má, cái gì mà má tưởng đâu má là má thiên hạ mẹ thiên nhiên vậy, cái gì lúc nào mở miệng ra cũng cho rằng mình là người đúng hết trơn vậy trời. Ai cũng sai hết trơn á, chỉ có một mình chị đúng thôi. Cho nên mạng xã hội này chắc một mình chị được chơi thôi, chứ không ai chơi hết trơn á. Không có ai dám được chơi hết trơn á. Biết làm sao không? Chị nói sai thì không sao, người ta nói sai cái chị kiện. Chị nói người ta được, người ta nói lại chị kiện. Người chị là một cái người mà lên nó phân tích phân ngơ ha, nói tới người này nói tới người kia, mặc dù có những người người ta chưa bao giờ nói tới chị thì chị cho rằng chị là nhà phân tích. Còn khi mà người ta nói tới chị là chị cho rằng ờ người ta kiếm chuyện với chị. Ủa sao kỳ vậy, sao cái tính tình gì kỳ vậy trời. Oh my god, chị ơi nói nghe nè, mình bệnh á thì mình đừng có lấy cái lý do là ồ vì tôi bệnh cho nên tôi có thể làm được mọi thứ và mọi thứ tôi làm đều có thể cảm thông. Vừa phải thôi chị ơi, vừa phải thôi. Mình bị bệnh gì, mình đâu có bị giống như rối loạn thần kinh hay là rối loạn nhận thức đâu mà bắt mọi người phải chiều theo cái bệnh của mình vậy. Hở mà có cái vấn đề gì cái nhập viện, cái làm cho tôi bị ảnh hưởng tôi nhập viện. Oh my god, trời ơi, bệnh biết là sức khỏe không có tốt thì thôi, người ta lựa cái chủ đề gì cho nó thân thiện, cho nó dễ thương. Đừng có đụng chạm gì tới ai hết trơn á, thì đâu có ai nói tới mình. Còn lúc nào mình cũng kêu vì tôi là người nổi tiếng, tôi là người có sức ảnh hưởng cho nên nó làm nói tới tôi là mới có view. Nói nghe nè, có những lúc mà không có má đó, má không có lên đó, má mà không có quậy lên, má không có mà nói tới chị đi chị nọ đó, đâu có ai gọi tên má, đúng chưa? Người ta gọi tên má là bởi vì má cứ tối ngày má cứ lôi chị Ni, lôi Hồng Loan ra má nói thì người ta mới gọi tên má, chứ người ta không có rảnh. Người ta không có gì ba cái like, ba cái view đó đâu mẹ ơi. Và quan trọng là không có mẹ, người ta cũng có chủ đề để người ta nói. Tại vì nói thiệt ra cái drama của Hồng Loan có nhiều chuyện để nói lắm. Và má không phải là cái mục tiêu của người ta, mà người ta muốn tập trung vô ve, người ta muốn tập trung vô cái sao kê, người ta muốn coi cái tài sản đó cuối cùng như thế nào, người ta muốn coi cái quá trình mà đồng sở hữu ra sao. Đó là cái điều người ta quan tâm. Còn má không là một cái gì cả, cho nên đừng có ảo tưởng rằng người ta tập trung vô má để mà câu like câu view. Oh my god. Rồi má còn hay nói là người ta là YouTube dơ, YouTube này, YouTube kia. Chị ơi, dơ hay sạch tự mình biết. Chị ơi, dơ hay sạch để cho cộng đồng mạng người ta nói, để người ta nhìn nhận, người ta phán xét. Chị có sạch chưa? Chị có sạch chưa chị? Trên lưng chúng ta đều có những cái vết gì đó, vết thương, vết sẹo gì không lành lặn gì đó. Có nghe câu đó chưa? Nói người ta mà không coi cái trên đầu mình nó là cái đống gì. Tối ngày kêu YouTube dơ, YouTube này, YouTube kia. Mình sạch chưa chị? Mình sạch chưa? Nếu mình sạch rồi á
thì mình đâu có bị cái này bị cái kia, trong khi á, cái miệng nói ra thì nó lúc nào nó cũng có một cái sự mâu thuẫn hết trơn á, trước nói như thế này sau thì nói như thế kia, trước thì lên cái miệng quang quang nói cái bà tiên ngáo á, à, trời ơi một cái người mà à, tiểu ấy tiểu nhân rồi mới ghi âm, mới ghi âm rồi cuối cùng ai ghi âm hả, trả lời coi. Sao mà lên nói dòng do không đi trọng tâm? Bởi vì trước giờ không có dám lên trả lời, không có dám lên phản biện. Mà biết lên làm gì không? Lên dọ kiện em. Không dám gọi tên em bữa giờ, nhưng mà cay lắm. Tại vì không có đủ cái cơ sở nào để bắt bẻ một cái lời nói nào của em hết trơn á. Chỉ có lên dọ kiện em thôi. Oh my god, có giỏi thì lên trả lời em nè, trả lời những câu hỏi của em đi. Rồi bây giờ chơi cái trò mà chối, tôi không có ghi âm, cái đó là do ai á, do anh em trong tem tự ấy, anh Vũ Luân. Oh my god, trời ơi là trời. Trong khi đó cái bà bánh tét Phương Anh đó, bà nói là ai người là người tung lên, ai là người hả ấy, rồi trong xui cho má là trong cái điện thoại của anh Vũ Luân là có automatic ghi âm lại, cho nên người ta có thể đối chiếu, là luật sư của người ta đã làm việc rồi, cho nên khỏi có chối nữa. Mình lúc nào mình cũng cho rằng mình là người đúng hết trơn á, tự một lần ngồi suy nghĩ lại đi. Chỉ có cái miệng thì người ta cũng có cái miệng, và quan trọng chỉ là chỉ có một cái miệng, và ở ngoài kia người ta có hàng triệu cái miệng, thì chị làm lại người ta không? Nếu chị đúng á thì phải là đa số ủng hộ. Còn bây giờ bao nhiêu người, bao nhiêu người ủng hộ mình? Trời ơi là trời, sao mà không biết là có đọc bình luận đồ không nữa. Sao mà thấy lên phân tích hay quá trời vậy. Suốt bao nhiêu tháng nay nè, ma mị này nọ đồ. Mà sao mà không có phân biệt được đúng sai, không có phân biệt được tốt xấu, không có phân biệt được đâu là điểm dừng như trời. Hay là lúc nào cũng ảo tưởng, nhớ lại cái quá khứ lừng lẫy hả, cái hào quang rực rỡ hả. Nhưng mà nó đã tắt rồi chị ơi, một lần thất tính thì dạng lần không tin. Cho nên mình bớt cái miệng của mình lại, tại vì cái giọng của mình nó quá chua chát đi. Chị kiện người ta được, người ta không kiện chị được à. Trong khi đó chị, trời ơi, chị có rất là nhiều cái điểm mà không hiểu biết. Không hiểu biết đó chị. Và cụ thể là chị bị ăn cái gì? 7 triệu rưỡi rồi. Và khi mà vi phạm lần thứ hai thì nó không còn là hành chánh nữa đâu, nó qua hình sự rồi đó. Cho nên mình bớt đi, mình bớt cái miệng của mình lại. Hồi trước cho người ta không có làm á là tại vì người ta thấy thôi, thì dù sao chị cũng bệnh tật, cho nên người ta thấy thôi, thôi kệ. Nhưng mà càng kệ thì càng làm tới. Thì khi mà dồn người ta vào đường cùng, ví dụ như chị dồn cái con ấy nó vô đường cùng thì nó cũng phải phản kháng lại vậy. Trong khi đó chị Ni và Hồng Loan bữa giờ ghéo gọi tên chị gì? Ghéo gọi tên chị hồi nào? Có phải là trong mỗi clip chị cứ đọc ở cái bình luận rồi xong rồi cái chị mới lôi người ta ra? Chị lấy cái cớ là đọc bình luận trả lời fan, cái bắt đầu chị lôi người ta ra. Trong khi đó em nói cho chị nghe nè, lúc nào cũng con HL, con vô ơn. Từ bữa đó tới giờ Hồng Loan chưa một lần lên tiếng phót chị. Nghe cho rõ nha, nghe cho kỹ nha. Hồng Loan chưa một lần lên tiếng phót chị, chưa một lần nói cái chị này thế kia, chưa một lần luôn. Tại vì Hồng Loan rất là hiền, dĩ hòa vi quý, và trong lòng của Hồng Loan cũng có cái sự mang ơn, cũng biết là chị đã từng ủng hộ người ta cũng vậy. Nhưng mà tại vì người ta là một người hiền, một người coi như là không có giỏi ăn nói, cho nên người ta không có nói là chị ơi em cảm ơn chị thế này thế kia. Chứ thật ra trong lòng Hồng Loan á vẫn có một cái sự mà ghi nhận những cái tiếng nói của chị, và người ta cũng có một cái sự cảm ơn, và đặc biệt là người ta cũng đã nhắn tin cảm ơn đồ này nọ đó. Rồi sao tự dưng trong một lúc nóng giận rồi quên hết vậy má? Trời ơi là trời quá đất rồi. Hôm bữa đi lên phân tích cái chuyến bay của chị Ni, gỡ đâu ra cái chuyến bay đó vậy hả? Ở đâu ra cái chuyến bay đó phân tích năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020? Ở đâu ra vậy trời? Cái thông tin đó là thông tin cá nhân, và tất cả những hãng bay đều không được phép cung cấp cái thông tin đó cho bất kỳ ai cả. Nếu như chỉ cần đưa ra một cái thôi, khách hàng họ kiện là cái hãng bay đó sẽ bay màu luôn đó chị, bay luôn luôn đó.
Nghe chưa? Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là những cái lịch trình bay á, là những cái thông tin cá nhân bí mật của người ta, ai cho phép chị lên đó chị phân tích? Chị là cơ quan chức năng hả? Chị là cơ quan điều tra hả? Hả? Hay sao? Tiếp tục, trong ngày hôm qua chị đã vi phạm tới cái điều 331 rồi đó. Khi mà chị nói là khi mà hôm qua chị nói á, là chị Hồng Loan đi lên nộp đơn ở tại cơ quan nhưng mà không có nộp đơn bình thường. Chị nói là chị là người tuân thủ theo pháp luật, thực hiện đúng theo cái hành vi coi như là thủ tục đồ này nọ đó, còn Hồng Loan là không có phải như vậy, coi như là người của em đồ này nọ đồ rồi thế này thế kia, nói nhiều lắm. Ủa chị nghĩ rằng cơ quan chức năng là cái nơi như vậy hả? Hay sao? Hay sao vậy má? Má lên má nói đi để cho mấy anh đó, mấy ảnh nghe đó, mấy ảnh hả tìm tới bây giờ đó. Nha, bớt cái miệng lại. Vậy chị á, ý chị có nghĩa là cái người tiếp nhận đơn đó là cái người đó là họ thế này thế kia à? Họ sao à? Em nói cho chị nghe nè. Cái gì chị đụng vô được, cá nhân đụng vô được, nhưng mà đừng bao giờ đụng vô tổ chức hết trơn á, cơ quan này nọ đừng có bao giờ nói tới hết trơn á. Đó là những điều rất là nhạy cảm, và khi mà nếu như mà không có gành, không có vững á, nói tới á, là đi liền đó nha, đi trong một nốt nhạc đó nha. Cho nên bớt cái miệng của mình lại. Ngày hôm qua mình đăng lên mình nói cái gì, nói ai là cái gì, người của mình đâu nhìn nọ, ai là người của mình hả? Nếu như mà để mấy anh mà bên cho bên bên đó mà người ta nghe được đó là lành ít dữ nhiều đó. Em nói cho chị nghe đó nha, chị bớt cái miệng của chị lại đi, không lo mà gỡ cái clip đó xuống á, để cho mấy anh ở bên mà đó người ta coi được á, thì người ta sẽ có cách để người ta lại liên hệ với chị liền đó, liền trong một nốt nhạc luôn đó. Ví dụ như cá nhân với cá nhân á thì còn chậm, còn phải chờ đơn đồ này nọ, còn khi mà đụng tới rồi đó, cơ quan tổ chức đồ này nọ đó đi nhanh lắm chị, nhanh lắm, thẳng luôn, thẳng tiến luôn á, thẳng tiến, biết vô đâu không? Có nhớ cái đêm 30 không, cái đêm giao thừa không? Đó, mình đi vô trong đó đó, 30 đó, ngay giao thừa đó. Thế nhớ nghe, nhớ cho kỹ nha. Cho nên cứ nói là xuân này con không về đó, coi chừng đêm 30 chị đi đó, đêm 30 vào 30 chơi đó nha. Cho nên nó khôn hồn thì tháo cái clip nó xuống. Cái này là tháo, là tháo, là tháo gì chị chứ không phải tháo gì em nha. Cho nên là chị nói em là không tháo cái clip nó xuống, không ấy là tao đây kiện rồi này nọ. Em làm kêu chị tháo là tháo giờ gì chị đó, chứ không phải tháo gì em, tại vì cái clip nó đăng lên không ảnh hưởng gì tới em hết trơn á ha. Rồi tiếp tục có một số người ta vô ta nói chí cảnh kiện được, hát nó kiện, rồi nói là sẽ xử lý em đồ, để coi thử coi ai sẽ là người xử lý ai nha chị nha. Trời ơi, thật ra là do chị chưa có tìm hiểu về em và chưa biết em như thế nào đồ thôi. Trời ơi, em nói cho chị nghe nè, em ở trên mạng xã hội á còn lâu hơn chị nữa đó, em làm mạng xã hội lâu hơn chị nữa đó. Cho nên nó làm chị cũng bớt lại đi, bớt tự tin lại đi. Nhưng mà em nghĩ rằng chị khó khuyên lắm, nói chung là bây giờ khó khuyên lắm, tại vì đã quen cái thói đó rồi, cái thói mà cái thói làm má thiên hạ mẹ thiên nhiên rồi, cho nên làm sao mà khuyên được nữa, không có khuyên được nữa. Lúc nào cũng cho rằng mình là người đúng, trời ơi cái gì vậy trời. Ví dụ như á, trừ khi nào mà tôi nói tới em đi rồi em mới được nói tới tôi. Rồi có những người anh ta đâu nói tới bà đâu, sao bà cũng nói tới anh ta vậy hả? Trước đó thì kêu là những cái người mà nói chuyện mà xưng hô mà này nọ rồi đó là coi như là dốt, là không có học. Rồi sau này mấy cái tập sau này sao cũng y chang như vậy vậy má. Rồi má còn lấy cái lý do là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma là bận áo giấy. Thì người ta đó, người ta sử dụng xưng hô với má thì có thể người ta cũng nghĩ y như má đó. Người ta cũng nghĩ là đi với bụt thì mặc áo cà sa, cho nên đi với ma thì bận áo giấy, cho nên người ta mới sử dụng những cái từ ngữ đó với chị. Cho nên cái vấn đề ở đây á, đủ bản lĩnh, đủ giỏi, đủ khả năng phản biện, đủ cái sự thuyết phục thì lên đó phản biện lại. Tại vì mình nói là mình là nhà phân tích mà, rồi sao bây giờ hễ mà ai mà gọi đúng tên đi tôi kiện, họ gọi đúng tên đi tôi kiện, rồi sao má không gọi đúng tên người ta, má bây giờ má cũng sợ rồi, thám tử cao má gọi thám tử lùn, sao kỳ vậy má, tự dưng cái bây giờ má không dám gọi tên người ta, rồi má bắt người ta gọi đúng tên má để má kiện, oh my god. Nó còn nói á, tại vì hồi trước á, tôi quân tử, tôi không thích gọi biệt danh, tôi gọi đúng tên là tại vì tôi tôn trọng, là tại vì tôi quân tử. Rồi bây giờ hết quân tử rồi hả?
bây giờ hết quân tử rồi hả, bây giờ thành cái gì, thành tiểu nhân hả, thành cái gì vậy mẹ hả, mẹ hoa hậu, trời ơi là trời, cái gì nói cũng được hết trơn á. Em nói thiệt với chị á, những cái người mà người ta bị bệnh này nọ rồi đó, mà nhất là những căn bệnh mà không có thuốc chữa đó ha, em nói cho chị nghe, có một cái câu mà người ta hay nói với em nè, bệnh tật không đáng sợ, cái điều đáng sợ là bệnh mà không có thuốc để chữa đó. Cho nên á, những người mà bệnh mà không có thuốc để chữa đó, thường người ta không còn quá quan trọng danh lợi gì nữa, không còn quá quan trọng bất kỳ một cái gì hết, tại vì người ta nghĩ rằng cuộc đời này nó vô thường lắm, cuộc đời tựa cánh bèo trôi và cuộc sống mong manh như bồ công anh bay trong gió, người ta không biết được là người ta sẽ ra đi lúc nào, tại vì á, họ sẽ mỗi ngày họ sẽ đối mặt với rất là nhiều thứ lo lắng lo toan, và lúc đó người ta muốn an yên trong tâm hồn thì người ta sẽ tìm tới những cái gì gọi là buông bỏ, từ bi, người ta hay ngồi thiền, người ta hay tịnh tâm. Cho nên á, chị không biết là đạo gì, nếu đạo Phật á thì thường xuyên đi chùa tìm tới tiếng mõ lời kinh rồi đó ha, tìm tới đó ngồi vô trong chùa, khỏi có cần đi vô trong đó cũng được nữa, đi vô khuôn viên chùa rồi ngồi đó tịnh tâm, cho tâm mình nó tịnh lại, sống chậm lại một nhịp đi, đừng có quan quan cái miệng lên. Trời ơi là trời, em nói cho chị nghe, có những lúc mà em bị bệnh á, em bị bệnh mà có những lúc mà em phải chờ đợi một cái kết quả gì đó đó, em phải đọc chú Đại Bi, em đọc chú Dược Sư rất là nhiều. Và em nói cho chị nghe nè, chú Đại Bi và chú Dược Sư á, nó có những cái phép màu cực kỳ màu nhiệm, có những thứ mà mình nghĩ rằng mình sẽ không thể nào vượt qua nhưng mà cuối cùng sẽ vượt qua. Để em kể cho chị nghe cụ thể là hôm bữa đó em có người cháu ruột bị sốt xuất huyết và bác sĩ đòi trả về, tại vì lúc đó là biến chứng quá nặng rồi, cái lúc đó em khóc rất là nhiều, và lúc đó là đã chuẩn bị tinh thần rồi, ở nhà là đã dọn dẹp sân sướng đồ này nọ để mà đưa về rồi. Nhưng mà cháu của em có một cái nghị lực sống rất là phi thường, và đồng thời bên cạnh đó đó, những người trong gia đình, người thân rồi tất cả bạn bè, rất là nhiều cô chú anh chị sau khi mà nghe được cái thông tin đó thì đã cầu nguyện cho em rất là nhiều. Ai mà đạo Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, ai mà đạo Chúa thì cầu nguyện cho em. Và bản thân em đọc chú Đại Bi, đọc chú Dược Sư rồi thế này thế kia, và cuối cùng thì cái điều kỳ diệu đã xảy ra, phép màu đã đến, cháu của em đã vượt qua trong một cái sự ngỡ ngàng luôn, tại vì lúc đó là đã chuẩn bị rút rút ống rồi ra hết rồi đó, nhưng mà cuối cùng là vượt qua mà không ai tin là như vậy luôn. Cho nên em nói cho chị nghe nè, mình á tịnh cái tâm mình lại, tại vì cái miệng của chị như vậy thì chắc chắn tâm của chị làm sao mà tịnh được, lên mạng mà quan quan như vậy thì một cái người tâm tịnh sẽ không bao giờ có những cái lời nói như vậy được đâu. Cho nên người ta mới nói, anh Nhất Phương anh mới hỏi chị là có thật sự bệnh hay không, có thật sự bệnh hay không, vậy sao mà thấy có lúc khỏe quá vậy, khỏe hơn người bình thường luôn đó, khỏe hơn người bình thường luôn đó, nhất là cái miệng của mình nó khỏe dữ lắm đó, trên người của chị chắc khỏe nhất là cái miệng đó nha. Cho nên á, khuyên thì em đã khuyên rồi, khuyên nhiều lắm, nếu như mà chịu khó nghe đó, chịu khó hạ cái tôi của mình xuống nghe đó, là ngay cái tập đầu tiên á là đã dừng lại rồi. Hãy nghe cho kỹ cái tập đầu tiên, sau khi kết thúc cái video em đã khuyên chị cái gì, lo mà tịnh tâm lại, lo mà dưỡng bệnh lại, rất là thông cảm với chị, nhưng mà chị đâu có nghe, chị cố chấp. Trời ơi, lúc nào cũng tỏ ra mình là người nổi tiếng, oh my god, chị nổi bằng em không, chị nổi bằng em không, chị nổi bằng chị Ni không, chị nổi bằng Hồng Loan không, bây giờ nổi rồi đó, mà nổi ở đâu thì chưa biết, và nổi không bao giờ chìm nha.